chính anh em cổ thủ có trên trên kênh hàng chờ bưu điện alo nhận hàng giúp em nhé. Sáng nay đi gửi chính cái lục cho chính anh em cổ thủ của chính tỉnh thành phố, sẵn tiện cũng rảnh làm cái clip giới thiệu lục một cô gái bên em cho anh em tham khảo luôn nè. Anh em mua hàng xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0947252874 hoặc Zalo 0947252874. Rất vui khi được kết bạn Zalo làm quen giao lưu anh em cầu thủ trên toàn quốc. Về giá cả và chất liệu của từng loại lục em có ghi rõ trên từng hình và niêm yết rõ luôn cho anh em tham tìm tham khảo trong cái Zalo hoặc Facebook hoặc kênh YouTube của em. Sẵn tiện cái clip này thì em cũng nói sơ về cái giá cả từng loại lục. Lục sinh viên, lục thép mạ đồng, trụ inox móc sắt 700.000 bao ship, cầu tử từ 30 cho tới 45 cm, đồng giá tùy chọn. Nâng cấp hơn một tí, lục thép mạ đồng nhưng mà trụ móc ti đồng, cầu tử từ 30 cho tới 45 cm, đồng giá tùy chọn 900.000 bao ship. Về lục trụ móc ti đồng chất liệu inox hoặc thép đan nguyên cái 1 triệu bao ship. Lục thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng 1 triệu 2 bao ship. Lục thép lưỡng kim nâng cấp xanh cánh bướm 1 triệu 3 bao ship. Lục đa năng, tức là hai chức năng, vừa đến lục giáo vừa đến lục cây, 1 triệu 500 ngàn đồng bao ship. Lục hai mặt trụ inox móc sắt 1 triệu bao ship. Lục hai mặt trụ móc ti đồng 1 triệu 2 bao ship. Lục hai mặt trụ móc ti đồng 2 xanh xếp cánh bướm 1 triệu 3 bao ship. Ngoài ra còn cung cấp thêm lục gáo và lòng gáo. Lòng gáo 550.000 đồng bao ship, lục gáo 800.000 bao ship. Các loại phụ kiện đi bán riêng đi kèm như là áo lục, túi bổi, băng đạn đựng bổi, áo xào, xào, móc cô liêm, lá, trụ móc tự đồng. Anh em cứ cần gì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại 0947252874 hoặc Zalo 0947252874. Cảm ơn anh em đã xem clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em buổi sáng an lành hạnh phúc. Xin chào anh em cổ thủ trên toàn quốc và cộng đồng YouTube.